3 mẹo khoan cấy sắt dâu khi đổ cột, hiệu quả nhất là mẹo số 3. Thông thường có 3 cách cấy sắt dâu tưởng như sau. Thứ nhất, sau khi đổ bê tông xong thì khoan các lỗ trên cốt pha và cấy sắt dâu vào luôn. Phương pháp này sẽ gặp nhiều khó khăn khi tháo cốt pha do bị vướng sắt dâu nên phải lắc mạnh miếng ván mới lấy ra được. Lúc này, nếu cường độ bê tông chưa đạt thì việc rung lắc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bê tông cột. Thứ hai, khoan cấy sắt dâu sau khi đã tháo cốt pha. Với cách làm này, chúng ta cần tiến hành đo đạc để xác định vị trí khoan ngay tại vị trí mặt vữa với chiều sâu cắm vào cột là khoảng 10D và chiều dài dâu là 40D với D là đường kính thép. Thời gian tốt nhất để có thể khoan là sau 48 tiếng. Phương án này thường được sử dụng nhiều vì dễ làm, không gây vướng víu nhưng sẽ khó khăn trong việc kiểm soát được chất lượng của thép dâu sau khi cấy. Thứ ba, chôn cấy sắt dâu trước rồi mới đóng cốt pha và đổ cột. Sau đó dùng đục để đục cột lấy sắt dâu. Ưu điểm của phương pháp này là giúp cho liên kết giữa tường sau này được chắc chắn hơn và cũng đỡ được một bước kiểm tra toàn bộ sắt dâu chờ sau khi xây tường. Trên thực tế thì việc cấy sắt dâu sẽ được tiến hành dựa trên sự thống nhất giữa đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chủ nhà. Việc khoan cấy sắt dâu trước hay sau là tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng tuyệt đối không được bỏ qua bước sắt dâu vì chúng đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết và chống nứt tường sau này. IK Group, chuyên gia xây dựng tổ ấm.